Hello anh em đã đến với channel của mình. Thì hôm nay như đã hứa thì mình hôm nay sẽ hướng dẫn anh em bui skin các nhân vật. Trong các nhân vật mình đã chơi và được trải nghiệm thì mình sẽ bui được. Ok, bây giờ vào vấn đề chính luôn. Thì ở đây mình đã bui được nhân vật đầu tiên, đó chính là Doctor. Thứ hai là Launcher, thứ ba là Thea, thứ bốn là Gardener, thứ năm là Lucky, thứ sáu là Magician, thứ bảy là cô bé này, con ma tiền đây, cô bé này thì có skin đấy, phân thân. Và cô làng này nữa, có skin bắn súng. Đây, mình gọi cô này là tiếp viên nha anh em. Thì bây giờ mình vào đến vấn đề chính, đó chính là nâng skin. Thì mình có một bảng nâng cho Hunter, một bảng nâng cho người chơi. Thì mình bây giờ mới 91 điểm thôi. Đây là cái bảng Death Food mình nâng để thử nghiệm thôi mà. Đây, skin trộm. Thì skin trộm chúng ta có thể búp tốc nhảy, tốc độ trượt ván. Nói chung là các bạn nên búp một số skin. Thì các bạn hãy nhìn theo hình này. Đây là skin của Thiên nhé các bạn. Ok. Và tiếp theo đó chính là skin phá hoại, skin Gardener. Thì Gardener là một nhân vật nói chung có lối chơi rất là đa dạng. Thì anh em cũng thể thấy là chúng ta nên lâng một số skin nhảy qua tường, đập ván, đủ thứ. Thì Thea thì chúng ta có thể thấy là solo Hunter, chung nhây Hunter thì khá là ổn rồi. Còn một số nhân vật là Ford War thì nói chung là vận động viên bóng đầu dục thì một số video tới mình sẽ hướng dẫn anh em bui. Và bây giờ đến skin bản đồ là Launcher, cái tên kính cận mà cái kiên kính cận mà có cây cầm bản đồ trên tay mà biết vị trí của Hunter và bên tế Hunter và vị trí của team mình nhá. Thì bây giờ mình nâng 2 điểm, mình sẽ nâng cái này. Ok, tóc nhảy này. Và cái này nha anh em. Ok, mình sẽ nâng thêm một cái hình này và một cái hình nhảy này. Đó là skin Launcher. Và tiếp theo là skin Magician. Magician thì các bạn có thể thấy là mình đã nâng theo đường thẳng. Và bây giờ mình sẽ nâng skin ở đây một cái. Và skin đây một cái. Ok. Nói chung là mình nâng như nào thì các bạn có nâng thế thì các bạn sẽ hiểu. Các bạn chơi, bạn test thì bạn sẽ hiểu vì sao mình lại nâng như vậy. Tiếp theo là y tá thì chúng ta lên thiên về hồi HP nha anh em. Thì các bạn hãy nâng theo các bảng này. Thì ở đây thì mình sẽ nâng thêm ở đây nữa, thêm hai cái này nữa. Mình còn hai là nâng 5 điểm nữa thì mình sẽ nâng vào cái quyển sách và cái cộng này, Rocket Chan này. Tiếp theo đó chính là skin cô bé mù dơ ít. Thì mình có chơi ở phiên bản China thì mình cũng đã được chơi nhiều trận, nhưng bây giờ mình đã mất tài khoản ở server China. Những đợt chơi trước thì mình có thể thấy là mình có xem một số diễn đàn của China thì thấy hot pick ở bên đấy giờ ít, bây giờ vẫn chưa có điện. Thì chúng ta có thể thấy là nâng theo cái này là sẽ tốt nhất. Nếu các bạn có thêm 10 điểm thì các bạn hãy nâng cái này đầu tiên và cái này thứ hai. Tiếp theo đó chính là skin tiếp viên Commandiner vừa nãy đấy. Cái cô có cái bắn khẩu súng ra đạn màu hồng ấy, giúp chúng ta có thể chạy thoát được Hunter. Ta chỉ dùng một lần rồi. Và bây giờ mình đã dùng 90 điểm. Và bây giờ mình sẽ nâng thêm cái ngoặc tay này nữa và một skin ngồi này nữa. Ok, thì hôm nay mình đã hướng dẫn anh em bui skin các nhân vật để chống chọi với Hunter. Và bây giờ mình sẽ vào xem phần nâng cấp cho Hunter của mình. Ok, nói chung mình cũng chả có gì, nói chung mình nâng cả 3 đường luôn, 4 đường luôn, cái nào mình cũng nâng một tí. Nếu mình còn có thêm điểm thì mình sẽ nâng thêm cái này, 3 lick này nữa. Và tiếp tục là cái này anh em ạ. Nếu các bạn tăng thêm cái cuối cùng này thì chung là 20 giây cả Hunter và người sẽ không nhảy qua được cửa sổ nha các bạn nhé. Chung mình cũng không thích, không khoái cho lắm. Đây là tăng tốc độ phá ván 20%, 30%, 40%, tùy theo bạn nào thích phá ván nhanh.
thì chúng ta có thể nâng skill đó. Bye anh em và hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo của mình. Đừng quên like và share để cập nhật những video mới nhất từ mình. Bye anh em.